Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa chư tôn đức tăng ni, quý học giả và các Phật tử hiện diện hôm nay, tôi xin trình bày đề tài liên quan đến vấn đề an sinh xã hội ở nơi tỉnh Sóc Phú Cường, là nơi mà chúng tôi đang tu học và hướng dẫn Phật tử, với đề tài là vấn đề an sinh xã hội của tỉnh Sóc Phú Cường cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Trong phần này, chúng tôi xin trình bày đến hai phần lớn trong nội dung của nó. Phần thứ nhất là nói về tinh thần an sinh xã hội của Phật giáo qua công tác từ thiện, để chúng ta nắm bắt được thế nào là an sinh Phật giáo và trong những kinh điển của Phật giáo đề cập những vấn đề gì. Để liên quan đó mà chúng ta thấy rằng thực tế của nó ở mỗi trú xứ địa phương cần phải làm những công việc để thực hiện về an sinh Phật giáo trên hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Tiếp theo ở phần thứ hai sẽ trình bày về tỉnh Sóc Phú Cường qua công tác an sinh Phật giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Trong phần này chúng tôi gồm có ba ý nhỏ. Phần thứ nhất là trình bày về tình hình dân tộc thiểu số ở tại địa phương theo dề với tỉnh Sóc Phú Cường. Thứ hai là những thành tựu hạn chế và nguyên nhân. Và thứ ba là phần đề xuất giải pháp và kiến nghị. Bây giờ chúng ta xin đi sâu vào nội dung. Kính thưa quý vị, nói đến vấn đề an sinh Phật giáo là chúng ta biết, như học giả vừa rồi đề cập, là hai vấn đề an sinh về vật chất và về lĩnh vực về tinh thần. Cho nên đối với vấn đề an sinh xã hội thì ở trong điều 22 tuyên ngôn của quốc tế nhân quyền cũng đề cập đến mọi người cũng có quyền về thực hiện và nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế phù hợp với các tổ chức nguồn lực của mỗi quốc gia, các quyền kinh tế xã hội được phù hợp với các tổ chức, và đề cập đến kinh tế xã hội văn hóa không thể thiếu cho chính mình. Và đối với là trong Hiến pháp của Việt Nam năm 2013 ở điều 34 cũng có ghi rằng là công dân có quyền đảm bảo an sinh và xã hội. Như vậy thì vấn đề an sinh xã hội là vấn đề phúc lợi mà nhân dân mọi người chúng ta thông qua đó để làm thế nào để tăng cường về sức khỏe, về điều kiện sống, ăn mặc ở bệnh và những công việc phúc lợi xã hội cho được tốt đẹp. Như vậy thì đối với lại Phật giáo thì vấn đề an sinh xã hội mà đề cập đến như thế nào? Thường đề cập đến an sinh tức là sự an vui, an lạc trong đời sống của mình. Mà đời sống thì có hai phần vật chất và tinh thần. Do vậy cho nên đối với những công việc tốt lòng để làm tốt cho mọi người, để làm cho mình được an vui, thì đó là vấn đề của an sinh. Và trong Phật giáo thì tư tưởng của Phật giáo lại đề cập đến vấn đề an sinh như là trong kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rằng là địa ngục chưa hết người thì Ngài Bồ Tát Địa Tạng thề nguyện không thành Phật, mà độ tặng chúng sanh thì mới là chứng đắc được Bồ Đề. Và trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng có nói rằng không cầu yên lành cho bản thân mà chỉ nguyện để cho chúng sinh được thoát khổ. Tức là mình mong muốn cho mọi người đem đến sự an vui, thoát đi những khổ, khổ đau về vật chất, khổ đau về tâm linh, về tinh thần. Ở trong kinh Dược Sư thì Đức Phật cũng đề cập đến khi một người gặp những điều kiện khó khăn và làm những điều không tốt thì hữu tình nào mà ăn ở bất hiếu, ngủ nghịch, hủy nhục ngôi tam bảo, phá hoại Phật pháp và hủy hoại những giới cấm thì vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan, phóng sanh tu phước, khiến mọi các tai ách khỏi gặp phải những sự tai ương. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói rằng: này thiện nam tử, thiện nam nữ nhân, thành tựu bốn pháp thì sau khi Như Lai diệt độ thì sẽ được kinh Pháp Hoa. Bốn pháp đó là
Một là được Đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là chánh định, bốn là phát lòng từ bi cứu tất cả chúng sanh. Một bài kinh khác là kinh Chư Đức Phước Điền 683, cũng đề cập đến các việc làm như là tạo lập chùa, phòng tăng, giảng đường, vườn cây ăn trái, hồ tắm, thuốc men chữa bệnh cho mọi người, làm thuyền đò, bắt cầu, đào giếng, làm nhà xí, vân vân. Đó là những điều lợi ích và những điều làm cho đến sự an sinh mà Phật giáo đã đề cập đến. Không những thế, trong kinh điển mà trong giáo lý Đức Phật cũng đề cập đến như là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, lục độ là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, tứ nhiếp pháp là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Rồi các cái triết lý khác như là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, vô ngã vị tha, vân vân, đều nói lên cái tinh thần của Phật giáo về an sinh xã hội, lo giúp cho mọi người để thoát khỏi những sự đau khổ về vật chất và tinh thần, đem đến điều kiện tốt lành. Bởi vì theo thuyết nhân duyên thì cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, và cái này diệt thì cái diệt. Do đó nên mối quan hệ giữa mọi vật, mọi người đều là các mối quan hệ tương tác với nhau. Như vậy thì tư tưởng an sinh trong Phật giáo đã cảm hóa được con người và làm cho giáo pháp và nhà Phật được truyền bá, được sâu rộng và tạo nên những điều kiện tốt lành cho xã hội được an lành. Và đối với tỉnh xá Phú Cường đã thực hiện vấn đề an sinh Phật giáo như thế nào, và chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ hai. Tôi xin trình bày phần đó. Thưa quý vị, tỉnh xá Phú Cường được thành lập vào năm 2011, và đến nay là 9 năm, và ở tại trong vùng thôn làng gần người đồng bào dân tộc ở xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo thống kê của Ban Tôn giáo thì trong những năm 2005 thì ở khu vực Tây Nguyên là có đến 300.000 người dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và 400.000 người theo đạo Tin Lành. Như vậy thì người dân tộc thiểu số mà theo đạo Phật thì hầu như rất ít. Và khi mà tỉnh xá Phú Cường được thành lập nên vào năm 2011 thì năm 2013 thì có được mấy người đến để xin quy y theo Phật. Đó là người dân tộc Gia Rai. Rồi sau đó đến cuối năm 2013 thì dần dần mình hướng dẫn được 30 người. Và đến năm 2014 thì lúc bây giờ đã tăng lên là được 400 người. Đến năm 2017 là được khoảng 700 người. Và tháng 1 năm 2019 thì đến 1.700 người. Là khi mà viết cái bài này, khi viết bài này là vào tháng 3 năm 2019 thì được 2.300 người. Và cho đến bây giờ, theo thống kê của chúng tôi, từ ngày 11, ngày 15 tháng 11 năm 2020 là 2.956 người đồng bào dân tộc Gia Rai và Ba Na, và tất cả là 39 làng được chúng ta hướng dẫn để đi theo Phật. Thì khi mà họ đi theo Phật như vậy thì được những cái gì và mình để làm những gì cho họ? Thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu đến phần thứ hai, đó là những cái thành tựu hạn chế và cái nguyên nhân dẫn đến những điều đó. Người đồng bào dân tộc thiểu số thì rất là nghèo, giống như kỳ sáng mà thầy Nhật Từ đã trình bày như thế, thì vùng Tây Nguyên cũng vậy, họ nghèo. Do vậy cho nên là thứ nhất là mình đến với họ thì mình phải chịu khổ chịu khó để hướng cho người ta đi theo Phật. Rồi cái thứ hai nữa thì người ta ở rất là xa, cách mình 10 cây số, 20 cây số, 25 cây số. Do vậy thì phải đi vào trong làng, buôn làng đó, người ta không có xe để đi ra. Vậy thì điều thứ nhất là mình phải cực khổ gian lao để đến với họ. Và đến nỗi có những nơi không có quần áo để người ta mặc cho đủ, dép dài không có, xe cộ không có. Do đó cho nên là mình phải giúp cho người ta về vấn đề về vật chất.
rồi hướng cho người ta thay đổi về cuộc sống. Có những làng theo cái tập tục của họ, khi một người chết đi thì uống rượu 3 ngày để chia buồn. Và ở cái làng Tông Ke á, có cái quy định của truyền thống của họ là khi mà người chồng hoặc người vợ chết đi thì người còn sống trở lại đó 1 tháng không được tắm. Rồi có trường hợp á, nếu như mà mẹ sinh đứa con ra, mà nếu mà con á, chưa được sinh ra mà mẹ đã chết đi rồi, thì đứa con đó nếu mà mổ ra cũng phải bắt đi chôn theo mẹ. Và những cái trường hợp về đời sống, về vật chất của họ khổ vất vả, cho đến những ngày tháng này thì trên Tây Nguyên nói chung và ở khu vực của chúng tôi ở là càng khó khăn hơn. Bởi vì 10 năm trước về trước thì về cao su, tiêu, cà phê cả giá, nhưng mà đến bây giờ thì những phần đó là đã giảm giá hết rồi. Đời sống của nhân dân lại khó khăn, và tiêu thì bây giờ trồng nó ra điều, nó chết hết. Do vậy cho nên là hồi xưa là những người ở vùng miền Bắc, ở miền Trung, ở miền Duyên Hải lên Tây Nguyên, lên vùng Gia Lai đó để làm việc là kiếm thêm tiền. Nhưng mà bây giờ là ở vùng Gia Lai và một số tỉnh khác Tây Nguyên lại đi làm thuê. Đời sống của họ cực khổ như thế. Do vậy cho nên đối với lại giáo lý của nhà Phật là vấn đề nhân quả ở hiện, làm những điều tốt lành thì sẽ gặp những kết quả tốt. Và lòng từ bi của đạo Phật cũng hòa quyện vào với lại dân tộc của Việt Nam của mình, người dân tộc mà luôn luôn phải biết đến cái lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Tình thương đó cùng với lại văn hóa của Phật giáo đã hòa quyện vào nhau. Do vậy cho nên những người và như chúng tôi đi làm những công việc đó thì mình phải mở rộng tình thương đối với họ. Mình phải lo cho họ những cái phần gì mà họ có thể thiếu, ví dụ như là làm cầu, làm nhà, xây đầu giếng, rồi các em mà nó thiếu phương tiện xe cộ đi học thì mình có vận động được thì giúp cho các em có xe để đi học. Bởi vì các em nó đi học từ 5 đến 7 cây số, đi bộ không có xe. Do đó cho nên là mình phải có được thì mình giúp đỡ cho họ. Rồi có những nơi như ở xã Ayun đó là nước uống không được, bởi vì nước là nó phèn. Cho nên nếu mà được các nhà hảo tâm mà giúp thì đặt những cái máy lọc nước, như vậy thì người ta mới có nước uống. Quảng Nguyên xã mà nước muốn uống là phải lọc. Những điều kiện khó khăn đó, do cho nên là mình không những lo vấn đề vật chất giúp cho họ được, mà còn vấn đề tinh thần, tức là an sinh về lĩnh vực tâm linh đó, cũng có thể hướng cho họ theo Phật. Rồi họ giảm mất đi những cái truyền thống như là uống rượu quá nhiều, uống rượu đến 3 ngày để buồn, chia buồn cho người chết. Rồi cái tục mà đem cơm ra mộ sau khi có người chết thì đem nước uống rồi bỏ miệng người ta đó, thì mình bày cho họ những cách khác, như là thôi bây giờ cha ăn nhang, tức là mình bày cho họ làm bàn thờ, họ thờ rồi đốt nhang lên đó là cho ăn nhang đó, thay vì cho ăn cơm cho uống nước, thì họ cũng đồng ý. Rồi những công việc khác nữa mình hướng dẫn cho họ để chuyển hóa cái tập tục của họ, rồi khuyên họ biết la làm. Như thế thì vấn đề mình giúp cho họ không những là giúp con cá mà còn phải giúp cái cần câu nữa, để cho họ ổn định được cái cuộc sống và họ biết theo Phật. Như vậy thì vấn đề mà giết người, đánh lộn, trộm cắp, rồi bỏ vợ bỏ chồng, dối trá, rượu chè là được tốt đẹp. Bởi vì theo tục lệ của người đồng bào á, mà khi mà vợ chồng mà bỏ nhau thì họ bắt đèn, bắt đèn và con bò, bắt đèn và ruộng, bắt đèn đó. Cho nên theo giáo lý nhân quả nhà Phật, mình khuyên người ta làm những điều tốt, mà chính truyền thống của họ đã có quy định những cái điều không tốt sẽ gặp những điều không tốt đó, thì bây giờ mình lấy đó để mình hướng cho họ, thì họ theo Phật sẽ gặp những điều tốt. Do vậy thì đối với là ở tỉnh xá chúng tôi là hướng cho họ đi theo Phật. Họ về với mình không được vì quá xa không có xe đi, thì mình xin giấy phép của chính quyền chủ nhật đi vào trong đó
đi từ 6 giờ kém sáng cho đến 9 giờ đêm về. Mỗi làng là đi vào một tiếng đồng hồ để mình hướng dẫn cho họ, họ tập trung vào trong làng. Rồi bài họ tụng kinh, niệm Phật. Và bữa nào mình không vào được, như hôm nay chủ nhật không vào được, thì ở làng và họ tự họ làm lễ. Như vậy khi mà họ làm lễ hướng theo Phật thì huấn luyện cho họ, họ biết về kinh điển, họ đọc kinh được. Bởi vì bây giờ họ không có phải như hồi xưa là họ không biết tiếng kinh. Đa số các em đã biết tiếng kinh hết. Đó là cái cách để mình dễ giáo hóa họ. Rồi họ lập bàn thờ, họ không thấy Phật, họ cũng biết ăn chay. Rồi họ cũng biết làm những điều lành, cho nên giảm đi cái việc mà sát sanh. Rồi giảm đi cái việc trộm cắp, giảm đi việc tà dâm, giảm đi việc dối trá, giảm đi việc rượu chè. Cho nên cái đời sống tâm linh về vấn đề an sinh xã hội đó đã đưa đến cho họ và giúp cho họ làm những điều tốt. Và các em trẻ thì tổ chức khóa tu mùa hè, các em cũng có tham gia. Như năm này các em tham gia đến 145 em. À, trong những hình ảnh này có đưa lên trên đó, nhưng mà rất tiếc là sử dụng cái này là không được. Như vậy thì những cái mặt thành tựu đó, và chúng ta đã thấy được có những cái vấn đề cũng có hạn chế. Hạn chế là gì? Ở quá xa của mình cho nên họ không tới được. Và mình lo cho họ một phần nào về đời sống tâm linh, về đời sống vật chất, à, không thể có nhiều để lo cho họ. Nhưng mà ngược lại thì đối với lại hiểu biết về đạo Pháp thì họ cũng biết được nhiều. Do đó cho nên đến giờ phút này thì họ đã theo tại tỉnh Sáu Phú Cường sinh hoạt vào mỗi ngày Chủ nhật. Như vậy là 2.956 người. Và vẫn còn tiếp tục nữa. Do vậy cho nên đối với những cái phần này chúng tôi sang đến phần 3 là những đề xuất giải pháp và kiến nghị. Thưa với quý vị, hiện tại bây giờ đề cập đến vấn đề Phật giáo hiện tại thì chúng ta thấy rằng ở trong xã hội bây giờ cái tình trạng mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do đó cho nên là vấn đề an sinh xã hội tuy rằng có những cái bước chuyển biến mới, trong đó có thể là đời sống của người dân được nâng cao, nhưng mà với tình trạng ô nhiễm môi trường rồi những cái tác động phát triển của ngành công nghiệp, cho nên là khí thải rồi cái nạn chặt rừng phá rừng để dẫn đến đời sống của người dân có người thì khá nhưng mà cũng người khổ. Riêng đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói chung và ở tại Gia Lai tỉnh Sáu Phú Cường nói riêng thì hiện tại bây giờ đời sống của người ta còn khó khăn hơn. Vì sao? Bởi vì họ đã từng làm những cái công việc thủ công mà không có được như người kinh của mình về trí óc, về cái sự tính toán cho nó kỹ, cho nên là cái thu nhập của họ rất là kém. Rồi tiếp theo những cái tình trạng bây giờ dịch Covid, rồi trồng cây lên nào nó hư nó phá, bị lụt lội, hạn hán, những điều đó làm cho kinh tế của họ được bị mất mùa. Do vậy cho nên là đời sống của người kinh á nó khó khăn, thì họ không thể nào họ đi làm cho người kinh được nhiều. Bởi vì người kinh á, mình làm nhiều, có tiền thì mới kêu họ đi làm. Mà nếu bây giờ ít quá thì người kinh cũng ít kêu. Do vậy đời sống họ cũng khó khăn. Thế thì để mà làm tốt được công việc này, thì chúng tôi xin có mấy ý. Một là để cho đời sống vật chất tinh thần của người đồng bào ở tại tỉnh Sáu Phú Cường nói riêng và đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung, cho đến người dân tộc ở miền Tây Bắc mà sáng nay Thượng tọa Nhật Từ đã trình bày đó, thì cần phải những người tu sĩ năng nổ, chịu khó, chịu khổ để đến với họ. Cái thứ hai là cần phải có những cái cơ sở lập ra cho họ ở ngay nơi địa phương của họ. Bởi vì họ đến với mình rất là xa. Và thưa quý vị, đến hiện tại bây giờ chúng tôi đã lập được hai cơ sở cho họ. Trong bài viết thì chỉ đề cập đến một tỉnh xá Ngọc Đồng được thành lập vào năm 2018 và một tháng nữa thì mình xây cái mô hình chánh điện theo nhà rong nhà sàn của họ. Còn lại một cơ sở thì cách đây 20 ngày, tức là ngày 1 tháng 11 năm 2020, Ban trị sự tỉnh đã có quyết định thành lập cơ sở tỉnh xá Ngọc Chư để cho người đồng bào ở nơi đó có 1.000 người để sinh hoạt. Như vậy có những cơ sở đó thì sẽ tạo điều kiện cho họ không đi xa đến nơi ở mình trú xứ. Cái thứ hai nữa là có cơ sở đó
thì mình có thể xin liên hệ được những cái đoàn từ thiện giúp cho họ phát quà, rồi khám bệnh, phát thuốc. Được như vậy thì họ sẽ sinh hoạt được tốt hơn. Họ không có phương tiện đi đến mình, cho nên tập trung về nơi địa phương của họ, đó là điều tốt. Cho nên chúng tôi xin kiến nghị với các cấp chính quyền và Trung ương Giáo hội nên tạo điều kiện thế nào để cho những cái ngôi chùa, ngôi tự viện mà được có thêm nhiều ở trong người đồng bào dân tộc thiểu số ở tại Gia Lai nói riêng và ở trong cả nước nói chung. Hiện tại bây giờ trên Tây Nguyên thì Đạo Tin Lành và Đạo Công Chúa đã đi sâu vào trong đó, còn Phật giáo thì không có bao nhiêu. Cái thứ ba là làm thế nào mà để cho đời sống của họ được tốt đẹp hơn, là chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề an sinh về vật chất và tâm linh. Được như vậy thì chúng ta sẽ đến với họ, cho họ cái cần câu và cho con cá, thì tốt hơn là chỉ cho con cá mà không có cái cần câu. Tóm lại hôm nay với đề tài về vấn đề người đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt tại xã Phú Cường, chúng tôi xin đề cập đến giáo lý của nhà Phật liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Và từ đó, kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi cũng đã làm ở tại tỉnh xá Phú Cường chúng tôi trong 7 năm vừa qua đã có những cái thành tựu tốt đẹp, nhưng mà vẫn chưa thấy hài lòng bởi vì còn có những cái nguyên nhân chưa được như mong muốn. Kính mong chư tôn đức quý vị quan tâm để cho đời sống dân tộc của người đồng bào dân tộc và nhất là những người đồng bào dân tộc thiểu số được tốt đẹp về cả hai mặt, an sinh đầy đủ về vật chất và tinh thần. Xin cảm ơn quý vị.